Ok thì hello anh em, thì mình đang chơi ở môn xe lập vợ thường. Thì hiện tại mình đang ăn trái Suna Tsunanomi của một bạn fan của mình cho. Thì cái trái này thì mình cũng nói rất là nhiều lần ở đây là một trái mới, và hiện tại thì mình thấy nó đã như gần như là hoàn thiện hết rồi. Nó có tổng cộng 3 chiêu. Chiêu đầu tiên là tạo một những cái gai bằng cát nổi lên mặt đất gây sát thương cao nha anh em. Cái chiêu thứ hai là cái chiêu mất dạy như cái trái này, là có nghĩa là tạo ra một cái bãi cát lún, thì anh em đứng trong đó thì sẽ bị hút lại vào chính giữa của cái vòng đó. Chiêu thứ ba là chiêu bay như thế này đây. Hiện tại nó chỉ có 3 chiêu thôi, thì mình nghĩ là nó chỉ có 3 chiêu thôi chứ không có thêm đâu các bạn. Thì theo mình nguồn tin sắp tới thì nó sẽ có trái Ame-Ame-No-Mi, là một cái trái kẹo của cái thằng con cả của Big Mom anh em. Sắp tới sẽ có cái trái đó, thì khả năng cao cho đó thuộc hệ Paramecia nha anh em. Ok thì bây giờ là mình sẽ đi qua cái đảo này và trôn một số anh em bằng cái chiêu số 2 cho anh em xem nha. Ok, có anh em là bạn mình nè. Hi. What's up? What's up? Đây, sẵn test chiêu cho anh em xem. Chiêu 1 đây. À, chiêu 1 đây. Oh, wow. À, bạn này ăn trái Gomu Gomu rồi. Như là hôm trước mình có hứa bạn này, cho bạn này trái ác quỷ, nhưng mà bạn này ăn rồi. Thì hiện tại mình cũng chưa có để cho các bạn này nữa. Tại vì trái ác quỷ của mình là thường là các bạn fan nó cho thôi, chứ mình không có tiền belly để mình mua các bạn. Thì các bạn bạn fan nó bạn cho mình. Và các bạn đó tên là Vua 52 là ta trong game nha anh em. Thì bạn đó cho mình trái ác quỷ rất là nhiều. Thì lần nào mình làm clip thì những cái trái đó là được bạn ấy cho mình. Còn các anh em hỏi mình về cái vấn đề mà đi virus á, sao mà reset không có mất, thì reset bằng Robux nha anh em. Thì mỗi lần reset là 100 Robux nha anh em. Ok. Thì bạn này cần giúp mình cần, cần kêu mình giúp là giết Luffy, nhưng mà bây giờ mình không có muốn đánh Luffy vậy nè mà. Mình chán quá, mình không muốn đánh Luffy, mình chỉ muốn đi vòng vòng chơi thôi. I'm tired of Ok thì mình sẽ tròn đây. Đây anh em xem chiêu đầu tiên. Đó. Chiêu này ram rất là cao anh em. Cái chiêu thứ hai là chiêu này. Thì tạo ra một cái bãi cát lún như thế này. Anh em mà bước vô này đó bị hút ngay chính giữa. Sát thương với những cái bạn mà ở cái đảo này thì khá là cao, nhưng mà đối với những cái bạn pro á, ở bên đảo Luffy á, thì không có cao đâu. Đấy, anh em phải xem. Thì cái chiêu thứ ba là chiêu bay vậy thôi. Nhưng mà có một cái là như thế này. Khi mà bạn tạo cái bãi cát lún này ra thì bạn không có thể sử dụng được chiêu 1 và chiêu 3. Chỉ khi nào nó mất đi anh em mới có thể sử dụng được chiêu 1 và chiêu 3 thôi. Đấy. Chiêu 3 là chiêu bay như thế này đây. Giống như là nó có một cái giới hạn, một cái độ cát đó các bạn. Mình tạo nhiều một lúc không được. Nhưng mà khi mình tạo cái bãi cát lún như thế này thì không được. Không được. Đó. Bạn này cố gắng chạy đây. Đây chạy. Đó, mình bấm dắt hoài không được này. Mình bay cũng không được nè. Mình phải đợi hết cái bãi cát này để mới bay được. Thì nó là vậy thôi. Đó, 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 em thấy không? Vừa đứng vô một cái là bị hút về chính giữa liền. Thì cái trái này mất dạy ở chỗ là khi mà anh em muốn giết ai thì anh em chỉ cần là bắt cái chiêu đó, xong anh em cầm kiếm lên game chém thường cũng chết nữa. Nó là như vậy đó. Hôm qua mình solo thắng trái đêm anh đó anh em, trái kim cương. Đây, mình bắt đầu tròn đây. Ồ, không được rồi. Chết rồi, chết mình rồi, chết mình rồi nè mà. Chết rồi, bật hai ký lên. Chạy vô bờ liền. Hí, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Chạy kịp, chạy kịp. Chạy kịp, chạy kịp. Mình không thích chơi trái này lắm, mình thích chơi trái Ito hơn. Trái Ito mình chơi thích nhất, tại vì nó như là cái khả năng tùy biến của nó cao hơn cái trái này. Mình thích trái Ito hơn. Đây, chiêu 1 đây. Đó, đam rất là cao anh em, một hit là chết. Thì mặc dù một phần lý do là tại vì cái đảo này mấy anh em này yếu, nhưng mà cái chiêu này mình test cho Luffy thì nó cũng vẫn đam vẫn khá cao. Thanh niên này cứ kêu mình hoài, mà nó nói là mình không có muốn đánh Luffy bây giờ mà. Bạn này nói là con bot nó yếu lắm, không sao đâu.
Yes, I know. Mình chán đánh Luffy lắm các bạn ạ. Tại vì mình điểm mình nó maximum rồi, mình không đánh không được cái gì hết. Mà bây giờ mình muốn mở máy lên, chỉ muốn làm review cho các bạn xem thôi, chứ mình thật sự là mình không có thích mà cái dạng mà cày cuốc mà review cho các bạn xem, làm biếng lắm các bạn. Mình chơi game thì cũng vô chừng lắm, tại vì khi nào mình có hứng thì mình chơi thôi, chứ mình không có phải ngọn cày mỗi ngày cày liên tục như thế này thế nọ, cho nên là không 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 có cố định được bao nhiêu tiếng mà ngồi cày cho các bạn xem mấy tiếng đồng hồ. Ok, cả đám chết nè, chạy đi anh Hiền, chạy. Trái bị ca vẫn bị chết nha các bạn. Đây các bạn xem đó đó đó, các bạn xem nè, thanh niên này chết nè, thanh niên Inzo là chết nè, S70 chết nè. Khi mà cái cát này thu là mới chỉ chưa bay được, nó cũng khá là bị động ở cái này. Ok, mà ra mình giết thanh niên đó nè, cho các bạn xem, giết xong rồi mình kết thúc video luôn nha. Anh đi nó ăn trái Pika thì ok. Shit, mình không giết được thanh niên ngay lúc này sao? Chạy, thanh niên chạy, thanh niên chạy. Mình chung trái Pika cũng có giết chứ cái này cũng khó nhắm nữa. Tại trái Pika nó bay tùm lum hết. Đó thì cái trái này thì nó cũng hay. Đó. Này gớt à, thanh niên gớt. Chapika thì spam mò cũng chết thôi. Anh liền chạy. Hôm qua mình giết trái Pika lúc đang bay luôn các bạn ạ, hên xui thôi. Thì cái chiêu này á, thì mình thấy hay, nhưng mà nó ít chiêu quá. Đáng lẽ là Crocodile nó phải có cái chiêu là bão cát mới đúng, là Crocodile này nó thiếu chiêu anh em ạ. Hy vọng là chiêu V sắp tới là nó sẽ là chiêu tạo một cái lốc xoáy bằng cát á, thì mình nghĩ cái chiêu đó GM làm được, AD làm được, tại vì nó cũng giống như cái chiêu xoáy kiếm mà khi mà ba thanh kiếm katana anh em, nó cũng khá giống như vậy, thì mình nghĩ là AD có khả năng làm được. Có điều là ở đây có muốn làm hay không thôi, mình nghĩ là vấn đề thời gian. Thằng cái trái Pika nó bay nhanh rất nhiều nha các bạn, mặc dù cái trái Pika này mình biết chắc là thanh niên này là Devil Root rất là thấp, nhưng mà vẫn bay rất là nhanh nha các bạn. Thì mình chưa chịu thua đâu, mình sẽ bay giết luôn đó. Anh em có thể thấy for YouTube. Thì mình làm YouTube nhưng mà mình truy sát các bạn ấy quá, các bạn ấy nhiều khi cũng bực bội anh em, thì cũng cũng phải nói là mình đang làm clip vậy đó, thì mong anh em thông cảm như cái kiểu vậy. Để test thôi chưa, để test cho anh em thấy cái sức mạnh của trái này. Nhưng mà đánh Luffy thì mình có làm clip rồi, cho nên là mình không có làm clip kia nữa, mình chỉ muốn test thêm về cái chiêu mới này nè, chiêu bay nè, với lại cái chiêu tạo cát lúng đó, anh em. Ok, thì cái trái này hiện tại giờ nó không có cái gì gọi là đặc sắc hết, chỉ có như vậy thôi. Mình thì mình hiện tại mình muốn là được cái cây kiếm Yoru anh em, nhưng mà mình không biết làm sao để mà thắng được cái giải đó đây nè. Anh em nào có ý kiến gì thì comment bên dưới giúp mình thắng giải nha, dù như ăn cái trái nào để có khả năng thắng giải. Ok anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều.